thùng thùng cháy khen hân hoan. Lá hoa màu xanh tươi khoe duyên, nghe hương xuân nồng lên đôi má thắm. Ôi mùa xuân đang đến trên quê mình. Đưa cái bông cho cha đánh, không đánh đập ngay cái lưng, thiệt tình. Sao rồi, Trang bị phạt xong chưa? Xong rồi, bị quỳ cả buổi, hai cái đầu gối sưng đỏ hết trơn, không thèm khóc luôn. Còn anh nữa, bộ đau ngủ không được hả? Mày đau mày ngủ được không? Cái câu như vậy mà mày cũng nói được nữa. Anh hai, cho em xin lỗi nha. Em cứ tưởng là anh hai lấy tiền của em để mà mua gà không à. Tôi mướn, mướn con gà giá cao chứ không có mua. Thôi đi, em cũng vì gia đình, mọi chuyện em làm cũng vì gia đình này, sao mà trách em được, đúng không? Em biết anh hai mà. Trước giờ á, em thấy anh cũng là người đứng ra chịu tất cả mọi hình phạt, điều tiếng cũng như là thiệt thòi cho từng người ở trong gia đình này. Ồn quá không ngủ được nè. Mày khỏi, nó gọi vô cái lưng cái chậu mày quýnh á, mày vừa nổi không? Ngủ đi. Nè, đây là bảo bối gia truyền của anh em tụi tôi đó. Bà bôi vô như vậy á là mau hết lắm luôn. Ủa cái cao này là ở chỗ người ta sản xuất chứ đâu phải ở nhà đâu. Trời, ý tôi không phải là thuốc, mà ý tôi á là đồ bó đầu gối này nè. Đó là tuyệt chiêu của mấy anh em tôi mà từ nhỏ tới lớn. Không bị đau đầu gối mỗi khi tập luyện. À hiểu rồi, hiểu rồi. Bà nhớ nha, mỗi ngày phải xuất thuốc á là hết đau liền à. Nhưng mà thấy nó cũng hay thiệt á. Mới xuất vô hồi nãy mà bây giờ tôi thấy đỡ hơn nhiều luôn á. Tất nhiên rồi, đã nói là bảo bối gia truyền. Mà công nhận có anh em vui ha. Tôi thấy có anh em nè, có vui thì cùng hưởng nè, có phạt thì cùng chia. Rồi mọi người ở đây yêu thương, đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau. Chứ chẳng buồn cho tôi, con một nè. Thấy cô đơn, buồn, chán lắm. Thiệt ra bà nói thì cũng đúng. Nhưng mà tôi nghĩ hả, chuyện gì cũng sẽ có mặt tích cực và mặt tiêu cực, mặt trái và mặt phải. Ví dụ giống như gia đình tụi tôi đi, bà thấy anh em tụi tôi thương nhau thiệt, nhưng mà cha tôi sẽ rất là dứt dã để chia tình yêu thương ra cho từng đứa. Còn bà sướng muốn chết luôn, còn một mà, bao nhiêu tình thương của cha mẹ được hưởng trọn luôn. Vậy còn muốn gì nữa? Thôi không dám đâu nha. Bà nghĩ sao vậy? Một mình cái sức của tôi á, quậy á, bằng 4-5 anh em của bà cộng lại á. Cho nên đó là lý do tại sao mà tôi được ký gửi ở đây nè. Cái này nó đúng nè. Ê, hết đau rồi đúng không? Đi ra ngoài tập chơi. Đi. Ừ, cũng được, đi. Đi từ từ thôi. Được không á? Được, được. Cẩn thận ấy nha. Đau thôi chứ đâu có què. 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 hít vô, 5, bụng mình phải phình ra. 7 8 thấy chưa, 4, hai người sai rồi nè. 2 3 4 5 6 7 8 dạ. Như mệt vậy quá, thì mình mới có được cái sức khỏe và dạ, tinh thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Dạ không có gì đâu, nó sưng vài ngày thôi à, còn đau không em? Chuyện sắp xong rồi tự nhiên cái em nhảy vô làm chi cho bị phạt quỳ gối vậy? Trời ơi, chứ không lẽ thấy anh bị đánh vậy em mà không nhào vô thì em đâu phải con người đâu. Với lại em sai thì em phải nhận lỗi chứ.
Anh bao che cho em vậy cũng không có tốt dạ. đâu. Hồi nhỏ anh bị cha phạt hoài không có sao đâu. Anh không có ngại cái chuyện mà người ta nói ra nói vô. Anh không có ngại mấy cái chuyện đó. Tại vì anh là cái người lúc nào cũng bị trách móc quen rồi. Bây giờ trách thêm lần nữa cũng đâu có sao đâu. Thấy không? Nếu như con Xuân á, mà lỡ mà có bị quýnh á, thì cũng không sao, cũng còn đỡ đi. Tiểu thư lá ngọc cành vàng như em, ăn một đòn của cha anh một cái hay là xỉu luôn á, chứ không có giỡn chơi đâu. Cảm ơn anh trai, cảm ơn anh Lân nhiều. Anh tốt với em quá. Kỳ lắm. Không được đâu nghe. Làm gì kỳ? Trời ơi, em xem anh giống như anh trai, giống như cha em thôi. Lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho em. Nên em ôm, em cảm ơn thôi, có gì đâu kỳ. Ủa vậy hả? Vậy là giờ chỉ cần anh là anh trai bảo vệ em thôi đúng không? Cũng được ha. Thôi, anh đi ra anh khởi động xíu đi cho nó đỡ. Em vô, em xin lỗi bác Hùng vụ tối hôm qua. Thôi đi đi. Cẩn thận nghe. Cái động tác này nhìn thấy đơn giản vậy mà cũng hợp với múa lân ta. Nè, sao? Đừng có nói là anh kêu tôi vô đội múa lân nha. Bậy không à, nhìn tướng cô vậy là biết cô đâu có biết võ đâu. Ý tôi nói là mấy cái động tác vậy nè. Đó, có một sự dẻo dai ha. Cũng được. Tiếc quá à, cô không biết võ nên không đưa cô vô múa lân được. Cô mơ, cô nghĩ sao vậy? Hả? Múa lân người ta phải tập võ, tập quanh năm suốt tháng, cô có đâu. Anh mới mơ đó, anh đừng hòng đưa tôi vô đội múa lân. Ồ, Phượng Hoàng tung cánh ha, cái này là múa Phượng Hoàng hả? Bây giờ anh muốn làm sao? Thì có muốn làm sao? Muốn thử sức với yoga không? Ê, trời ơi. Nếu muốn, thì để tôi chỉ cho. Thôi cảm ơn, hôm nay muốn không có được đâu. Cái lưng đã muốn chết mà tập tành yoga cái gì? Đâu cô đứng lại tôi coi. Nếu vậy thì thôi. Ê, có chừng. Sao anh ôm tôi? Trời ơi, ai ôm? Tôi đỡ cô giùm, không cảm ơn thì thôi. Còn kêu ôm cái gì? Làm như tôi muốn lắm vậy. Hai đứa đâu rồi? Ra tập kìa. Nhanh lên. Chà, anh Hùng có mặt đầy đủ quá ha. Ước gì ngày biểu diễn với ngày tập luyện mọi người cũng có mặt đầy đủ đúng giờ như vậy thì hay biết mấy. Ôi mày ơi, mày làm với tụi tao hả? Ham tiền lắm vậy? Có gì nói đại đi. Nói chung á, tháng rồi á, võ đơn của mình nhận được 8 buổi biểu diễn. Tất cả những điều đó là nhờ cái buổi phỏng vấn lên truyền hình của chị Hà giới thiệu. Nói chung á, là em cũng lấy một phần hoa hồng ra để đưa cho chị Hà. Đồng ý. Đồng ý. Được. Đây. Chị Hà để đây. Rồi. Anh Ba là biểu diễn nhiều nhất. 8 buổi biểu diễn. Trong đó có 15 buổi hướng dẫn cho võ được. Anh Ba, của anh đây. Cảm ơn. Đã quá ta. Kêu tên anh Ngon Ba. Lành ha. Lúc nào cũng diễn chính hết ta ơi. Trời ơi, kinh nghiệm lâu năm mà. Đúng tại rồi. Vì ta siêng năng. Ô, con nhỏ này nó ngộ ha. Nó khen mà nó cũng cự mình nữa trời. Vậy nói con chị. Nhanh ghê. Rồi, của anh Bài coi như xong. Út Xuân tháng này biểu diễn 8 buổi. Cô Út Xuân đây. Cảm ơn anh. Ký vô. Còn của anh hai. Ê, thôi khỏi. Tôi đếm được. Đừng có sỉ nhục người khác như vậy. Của anh hai, báo cho mọi người biết. Tôi nói khỏi nha. Anh hai là 7 buổi biểu diễn, trong đó có một buổi tế trễ. Chuyên gia là đi trễ với là đi đá gà. Em nói cho anh biết. Đá gà mới trễ. Em còn nể tình anh ha, còn tính vô cái tiền của anh. Còn cha không những không tính mà cha còn phạt anh nữa. Nói cho anh biết, em rất rõ ràng cái nào ra cái đó đàng hoàng á, chứ đó mà lất khất. Tự lấy luôn. Ký vô, lấy tiền rồi ký vô. Khoan đã, nghi ngờ lắm. Coi trước cái đã. Mày cũng mày đặt dán đồ nữa ha. Dán. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Sao có 500 ngàn vậy? Tất nhiên rồi,
Anh nợ tiền của em, nợ tiền quỹ phải trừ vô chứ. Anh đã gà thua anh mượn tiền của em, phải trừ vô, vậy mới hợp lý chứ. Vậy lấy cái gì mà sống nổi. Anh nói chuyện nghe mắc cười quá. Nghĩ sao mọi người, cái lúc mà anh đã thắng á, anh lấy tiền đã gà anh xài. Cái lúc mà anh đã thua, anh về anh mượn tiền quỹ của em chung chi cho người ta, vô lý không? Thôi đúng rồi hai ơi, đời là phải vậy, có dai có trả. Thôi, được rồi, mệt quá. Có nhiều thì xài nhiều đi. Kỹ vô. Gì? Của em đâu? Của cô hả? Tôi nói cho cô biết nghe chưa. Cô ở trong nhà này, cô ăn cơm ba bữa, nuôi cô không tốn tiền. Lâu lâu còn phá bể đồ đạc nữa. Tôi chưa trừ tiền á, cô chưa bồi thường cho tôi á, ở đó mà tới cô. Ủa nhưng mà em cũng có đóng góp chứ bộ. Với lại em cũng cần tiền tiêu vặt chứ bộ. Tiền mua đồ make up nè, mua đồ tẩy trang nè, rồi mua đồ dưỡng da, tùm lum hết trơn. Em cũng phải có phần. Xin anh hai kìa. Tao không có nhiều. Anh có nhiều thì anh cũng cho em rồi mà. Hẻo quá, không ấy đợi tháng sau đi. Tháng nào anh cũng hẻo hết á. Đúng rồi. Không, tháng sau con riêng anh là nó chiến đấu thắng nhiều khi có tiền nhiều. Ê, tháng này không biết hai cho con riêng với lại Lân có đủ tiền sống không mà bà đặt cho người ta. Cho hai cho con. Nói gì à? Nói gì à hả? Cho em 200 đi. Cho em 200 đi. Trời ơi. Tiếc gì nữa. Cho đi anh hai. Em nó xin tiền kìa, cho đi, nãy hứa rồi. Tháng sau thêm mà cho đi. Tờ nữa. Từ từ. Tiền mà. Anh Lân. Yeah. Thôi này. Anh Lân là tôi nhất nha. Được rồi. Mai mốt ba em xuống nhớ trả lại anh là được rồi. Gái lúa mới đưa 200.000 sáng rỡ ôm ngắt. Ủa mày ngộ quá. Tại tôi. Cái này á, người ta gọi là lá lành đùm lá tơi bời. Có còn hơn không? Đúng không? Này. Ủa, tâm lý hay ngộ đùm lá tơi bời chứ. Ừ thì kệ đi, anh tạm lành. Ok luôn, có tiền là được rồi. Ủa, tới ngày phát lương rồi hả? Hèn gì ở trong tôi nghe rôm rã quá. Chị Hà. Em gửi chị. Của chị. Tiền gì vậy? Cái tiền này á, là cái tiền mà em trích ra từ cái tiền mà 8 buổi biểu diễn của tháng rồi á. Em gửi chị, nhờ chị mà có buổi phỏng vấn đó. Cho nên là võ đường của mình mới có nhiều show như vậy. Thôi chị ngại lắm. Với lại chị cũng có tiền riêng rồi, chị không có nhận đâu. Em lấy tiền này để lo cho chú Hùng đi, chú cũng đang bị bệnh mà. Dạ chị cứ cầm đi. Tiền quỹ của em á, em đã trích ra một phần để mà đi mua thuốc bổ cho cha rồi. Cha xài thuốc 2-3 tháng cũng chưa có hết nữa. Nhưng mà bây giờ có nhận không? Không nhận hai lấy giờ không đó. Không nhận tôi lấy à. Thôi được rồi tôi nhận. Yên tâm nhận tiền đi chị. Thật ra em có nghiên cứu về bệnh của cha em rồi. Miễn sao á là cha em phải giữ vững tinh thần thật tốt nè. Sống thoải mái, tinh thần vui tươi, như vậy là khỏe rồi đó chị. Ê, Hà có ý này nè. Bây giờ á, không mấy mình tổ chức một bữa dã ngoại đi, để cho chú Hùng đi chơi cho khuây khỏa, thư giãn đầu óc, hen. Được không? Được á. Chứ mình cứ sờ quần ở cái nhà này miết riết cũng chết luôn á. Phải đó, từ hồi xưa tới giờ, ngoài đi biểu diễn xa ra, cha toàn ở nhà dạy dỗ anh em mình thôi, chứ có bao giờ cha đi chơi đâu. Đúng rồi, cả đời cha chỉ biết chăm lo cho cái võ đường này thôi à. Không mấy bây giờ về đi, vô hỏi ý kiến của cha đi. Cha chịu đi thì mình đi. Vô đúng hỏi ý cha coi. Em nói mọi người nghe nè, cái tiền quỹ của mình nó còn rất là ít. Trời ơi, tưởng cái gì, chuyện nhỏ. Đây tiền của chị. Em lấy cái tiền này để vô cái chuyến dã ngoại ha. Nếu như thiếu thì chị bù thêm nữa. Đổi. Không có việc gì hết á. Ừ, vậy đi, anh cũng có tiền dạy võ bên nhà văn hóa nè, để anh sẽ ứng ra cho em một mớ. Dạ. Đây. Mày nghe tiền cái mày cười liền à. Đây nữa nè, không thiếu phần em đâu. Em cũng sẽ không cần tiền, sức khỏe của cha là quan trọng nhất. Anh cảm ơn em nha. Nói chung là anh cảm thấy rất là hạnh phúc và may mắn khi mà được sống trong gia đình này. Tôi cũng muốn. Con nhiều thì mày lấy đỡ đi. Ba sĩ. Trời. Anh quyết định chưa? Chứ giờ sao giờ? Quyết định đưa là không có tiền đá gà nha. Không lấy tao lấy lại liền bây giờ á. Đấy. Trời ơi. Dễ gì không lấy. Khổ quá. Mọi người đợi tin vui của em nha. Đi nhanh đi. Bye. Ráng lên Tư. Tụi con tính đi dã ngoại hả? Dạ. Trời ơi. Tổ chức làm chi cho nó rườm rà tốn kém vậy con? Nhà đông người lít nhít, cực lắm. Cha dành cả đời cho võ quán này rồi. Giờ là lúc cha cần phải nghỉ ngơi, phải được vui vẻ với tụi con. Con có lòng với cha như vậy, cha rất là vui.
cha có đòi hỏi gì hơn đâu. Tiền á thì cứ để dành đó, có khi cần dùng tới. Cha yên tâm đi, có con ở đây rồi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ con đều giải quyết được hết. Với lại tất cả tụi con trong nhà đều muốn cha lúc nào cũng được vui vẻ. Tinh thần cha lúc nào cũng phải thoải mái, phải lạc quan, thì bản thân của tụi con mới yên tâm, mới thoải mái được. Với lại con thấy á, là bây giờ gia đình mình phải tranh thủ đi chơi dã ngoại. Để chi? Để mà nạp năng lượng vô, Tết còn phải chạy xô nữa chứ cha, đúng không? Con nói cha nghe cũng vui á. Để coi mấy anh em bàn bạc với nhau là đi đâu. Dạ. Tổ chức làm sao cho nó vui nha. Chạy xô tụ đó. Yên tâm. Ừ. Cha đi nha. Được. Dạ rồi, con biết rồi cha. Ý, anh Tư ra kìa. Sao rồi, sao rồi? Ý cha sao rồi? Cha đồng ý rồi. Em nghĩ là đợt này mình đi biển đi. Mình tắm biển. Lâu lắm rồi em không có được đi biển. Hay quá ha. Đi biển thôi, cũng được ha. Đi biển cái gì, quanh năm suốt tháng ở trong nước bộ không chán hả? Mình chơi lớn, lâu lâu mình đi nước ngoài. Đi đâu, đi đâu? Đi đâu, đâu? Là đi đâu? Trời ơi chứ sao. Đi nước ngoài tốn tiền lắm đó. Không, nước ngoài nhưng mà rẻ tiền. Là Campuchia. Hả? Đi qua chuồng gà bên đó chứ gì. Để đá gà hả? Thật ra thì trước khi mình đã nói chuyện với mọi người á, em đã chuẩn bị một cái phương án dự phòng trong đầu của em. Vậy sao? Nói chung thì bệnh của cha cần phải thích hợp với không khí trong lành đó. Phải đi du lịch theo cái kiểu mà thiên nhiên, gần gũi với bệnh của cha. Cho nên là em quyết định cả nhà chúng ta sẽ đi một buổi dã ngoại. Dã ngoại? Đúng, dã ngoại. Ở đâu? Cụ thể đi. Cụ thể hả? Em quyết định sẽ đi cắm trại một địa điểm hoang sơ một chút. Chủ yếu là cho cha thư giãn đầu óc thôi, để cho cha mau khỏe trở lại, và cả gia đình của mình có cái dịp mà để xây dựng tình đoàn kết thấm thiết với nhau. Chị nghĩ cái ý kiến này cũng hay đó. Ừ. Hay mình quyết định như vậy đi. Đi dã ngoại, đến một cái nơi hoang sơ hẻo lánh, vừa thú vị mà cũng vừa hợp túi tiền. Chị Hà nói là chính xác. Rồi, coi như là tất cả chúng ta đồng ý đi dã ngoại đúng không? Quyết định như vậy đi. Trời, gì kỳ vậy? Mày không thấy mặt nó ngáp, mặt này méo, mặt này bí xị hả? Tự động, tự nói, tự đưa ý kiến, cái kêu mình quyết rồi. Sao? Nó quyết luôn. Em là người chi tiền. Đó, tụi bay đưa có tiền cho nó hết nữa. Chi? Có chị Hà ủng hộ nữa. Bây giờ có muốn đi hay không? Đúng là người ta nói có tiền có quyền. Chứ sao? Rồi, bây giờ em phải phân công việc cho tất cả mọi người nha. Rồi. Em sẽ chia thành hai nhóm. Là nhóm nữ, nhóm nam. Nhóm nữ có Xuân, chị Hà và Trang. Thì ba người sẽ phụ trách mua đồ ăn đó, chuẩn bị những vật dụng cần thiết ha. Còn nhóm nam thì sẽ có anh Sư và anh Lân. Hai người sẽ chuẩn bị liều trại, xe cộ. Còn em, tất cả những gì mà mọi người đưa ra, tất cả những gì mà mọi người chi ra phải thông qua ý kiến của em. Và em sẽ là người quản lý tất cả mọi chi phí của chuyến đi chơi này. Là mình phải xin phép nó đó hả? Đúng. Nghe mùi này hơi chua ấy nha. Hơi bị độc tài nha. Phải suy nghĩ kỹ nha. Chuyến đi này liệu là có được ăn và ngủ không đấy? Thôi, được rồi. Em sẽ gửi tiền mua đồ ăn cho mọi người trước nha. Rồi. Cầm trước giùm em 300 ngàn. Hả? Sếp vậy? Đây, 800 ngàn để mua đồ ăn. Hả? Cái gì? 800 ngàn cho 8 cái miệng ăn. Đúng rồi. Sao ơi, mệt nha. Chuyến này mình đi tới mấy người lận đủ. Sợ đi chưa? Thôi đi, đi chơi phải đưa dư giả chút xíu chứ. Đưa vậy thôi, ăn ở nhà luôn cho rồi đi. Khó lắm người ơi. Yên tâm đi. Em tính rất kỹ rồi ha. Số tiền 800 ngàn này không chỉ đủ mà còn dư nữa. Chị cứ cầm đi mua cho em đi. Em tin tưởng ở chị. Tôi nói rồi không tin. Liệu đi ha. Dạ đây. Đây. Không, giao cho anh ba. Cầm đi anh ba. 500 ngàn này là tiền mà hai anh phải mua liều trại. Mày đi hả? 500 ngàn kêu tao đi mua liều trại, mua đầu ra? Tao đi cướp ta thì có đó. Trời đất ơi, có 500 ngàn kêu đi mua liều trại cho cả nhà mình ở. Đâu có nhiều, đâu có 8 người à. Sao đủ? Có gì đâu, 8 người mua hai cái liều, một liều ở 4 người. Mày đừng có nói là mua mấy cái mùng văng lên rồi ở vậy nha. Anh sao á, để mua cái cũ thôi.
Mua liều cũ đừng có mua liều mới, chắc chắn nó sẽ rẻ. Không những vậy mà nó còn dư ra 100 ngàn nữa. Mỗi liều có 200 ngàn à, em tính hết rồi. Yên tâm đi, cầm đi mà. Thôi đừng nói nhiều nữa, em đã tính toán chi ly rất kỹ tất cả mọi thứ rồi. Em nghiên cứu rồi, và mọi người nhận tiền rồi, cứ mua đi. Chắc chắn là dư chứ không thiếu. Ok, quyết định như vậy. Rồi. Hiểu cái chuyến đi này nó như thế nào được đó. Tôi nói trước nha, nó đưa 500 ngàn nha. Rồi thuê chiếc xe, xe cút kít á, đẩy đi nha. Mình phải sợ từ khóa gì ta? Bí quyết đi phượt rẻ nhất, bí quyết đi phượt tiết kiệm nhất, bí quyết đi phượt ít tốn tiền nhất, hợp lý. Bí quyết đi phượt ít tốn tiền nhất. Anh ba. Gì? Anh làm gì nhìn em hoài vậy? Em tính hợp lý ha? Tao đang nhìn. Bao nhiêu lâu nay tao nghĩ là tao chưa nhìn rõ con người thật của mày. Bây giờ tao phải nhìn kỹ chút xíu để cho tao có cái phân biệt. Em sao? Trời ơi, mày nha, tao nói nha, bây giờ mày lo hết tất cả cái vụ đi mướn xe nha, mướn liều nha. Tao không có đi nữa nha. Tao mới bị người ta chửi nè, mày biết không? Hả? Tại sao? Mày còn tại sao nữa hả? Mày tại sao không? Nè, xe 9 chỗ cho thuê một ngày 3 triệu rồi. Tệ lắm, cũng 2,5 triệu. Đúng. Tiền mua liều nữa. Mày nghĩ sao mày đưa tao 500 ngàn? Hả? Tao năn nỉ người ta, người ta chửi tao muốn nát nước luôn. 500 ngàn đấy hả? Mày mướn được cái xe đạp với cái mệt, mày chụp cái xe đạp vô nha. Tại vì anh ba chưa làm tới nơi tới chốn. Mày tới nơi tới chốn không? Cái mày tới nơi tới chốn không? Làm gì dữ vậy? Nè, tao với anh hai đi năn nỉ người ta muốn gãy cái lưỡi luôn. Người ta chửi tao với anh hai. Trời ơi, người ta chửi xong rồi người ta chửi luôn cái vỏ đường mình. Người ta nói tại sao cái vỏ đường này keo kiệt vậy. Long ơi là Long, mày làm cái gì mà mang tiếng dữ vậy hả Long? Keo kiệt cũng vừa phải thôi. Thì anh ba cứ tưởng tượng cái 500 ngàn này nè, 500 ngàn này tất cả những gì mà anh ba có, đúng không? Rồi anh ba sống hết mình với 500 ngàn này, chắc chắn anh ba sẽ tìm ra cách thôi. Đơn giản mà. Trời, mày nói hay nha. Bây giờ tao giao lại cho mày. Mày đi mướn xe nha, mướn liều nha. Mày làm tất cả mọi thứ với 500 ngàn này nha. Mày đừng kêu tao nữa nha. Mày kêu tao nữa là tao xúc mày một xúc liền á. Anh làm gì mà. Thôi, hai anh không lo, để tôi lo cho. Mở lo đi. Sao không được? Tưởng sao đi nguyên ngày vậy? Đem tin tức gì hay ho cũng chút quốc, thiệt tình mất công. Ở nhà này Long kêu không ra tay, không làm được bất cứ chuyện gì trò trống hết, nản ghê. Có gì đâu, mình dư luôn. Trời. Nữa hả? Trời ơi. Sao? Rốt cuộc chị mua không được hả? Khó lắm Long à. Sao khó? Chị đã dắt kiệt hết trí óc, trí thông minh của chị, nhưng mà chị vẫn không thể nào giải được bài toán này. Thậm chí là chị đã nhờ đến chuyên gia đầu bếp như là dì Mơ cũng không thể nào tính toán được. Trời ơi, em nghĩ làm sao 800 ngàn cho 8 cái miệng ăn, trong đó vừa đồ ăn vừa nước ngọt, không thể nào mà chị mua được hết. Em tính đi, chị bó tay rồi đó. Bó tay gì mà bó tay hả chị? Chị tệ ghê luôn á. Em nói thiệt với chị, em mà cầm 800 ngàn đi mua đồ ha, không những đủ mà còn dư ra mấy chục ngàn luôn đó. Ok. Chị giao lại sứ mệnh thiêng liêng này cho em. Đừng gọi đến tên chị nữa nha. Chị hả? Chị sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này nữa. Bye bye em. Bí quyết đi phượt không tốn tiền. Ê, có nè. Trời ơi, ta nói đặt cái tâm vô công việc chắc chắn sẽ có hiệu quả liền. Đi liền. Dạ, alo, em chào chị. Dạ, em muốn thuê liền đi phượt đó chị. Dạ, vậy hả chị? Dạ được rồi. Vậy sáng ngày mai em tới cái địa chỉ trong cái fanpage này nghe chị. Dạ, em cảm ơn chị. Ta nói Long kêu này mà ra tay, tất cả mọi việc được giải quyết. Gì vậy? Trời đất ơi. Long. Long. Gì? Nhà của mình truyền thống múa lân, từ đó giờ cũng đủ ăn đủ mặc mà. Làm gì tự nhiên giờ phải đi mua bán phế liệu nữa. Phế liệu đồ cha biết được ông buồn đó. Ê vậy đâu có cực khổ tới mức mà phải đi bán phế liệu. Cái gì phế liệu chứ gì? Cái này gì? Cái này hả? Trời khổ quá. Cái miếng vỏ bạc này nè, nó rẻ lắm. Em mua lại của người ta để rề à. Cái này là đồ đi cắm trại của nhà mình đó hả? Liệu nè. Mấy cái liệu đây đó hả? Ngon lành. Cái gì sao mà cũ xì vậy?
Rồi sao dựng liều ở? Là mày cho cha là ngủ trong cái liều này luôn á hả? Mấy anh phải tư duy lên. Khổ, mấy cái này á, em mua không phải đơn giản có được đâu ha. Cái này á, là em mướn. Cái gì? Mướn. Đúng vậy, em vô mấy cái chỗ bán liều, em không có mua, mà em hỏi cái chỗ bán sỉ mấy cái này nè. Đó, em tới đó, em hỏi giá, biết chi hôn. Mày nghĩ sao à? Cái chỗ người ta buôn bán mà mày vô mày hỏi giá, mày mướn hả? Anh nghĩ sao vậy? Phải tư duy lên. Em lên trên mạng, em sợ mấy cái hội nhóm online, những cái hội nhóm mà chuyên đi phượt. Đó, em mướn lại của họ liều cũ nhưng mà xài rất là ngon nha. Với lại những cái người mà đi phượt em biết không, họ không phải là dân kinh doanh, cho nên là giá rất là bèo. Em tiết kiệm thêm một khoản tiền nữa. Đó, hay chưa. Trời ơi, mày thấy nó ghê không? Biết cái điểm hở của người ta là không biết kinh doanh á. Tính cái gì mà tính, em sợ nó luôn á. Tóc mà nó còn không thèm đi cắt cho đỡ tốn tiền mà mày biết rồi. Rồi đi cắm trại cho cả nhà ăn gì, mua đồ ăn gì? Có chứ. Có chưa? Ngon lành à. Vậy rồi, coi. Coi thường em của hai anh quá. Đây. Đâu? Đây, thấy chưa? Long, đi cắm trại cần những cái thức ăn. Nó tẩm bổ dinh dưỡng. Cha lớn tuổi rồi, mày nghĩ sao mày cho cha ăn bánh năn kẹo? Nó mới rẻ. Trời đất ơi, anh không có hiểu cái gì. Không lẽ giờ tao lót thảm, tao quỳ tao lại mày chứ? Mày kéo gì kéo dữ vậy mày? Mày không có tư duy gì hết. Nghe em nói nè, mày đi du lịch đúng không? Đi du lịch chủ yếu làm cái gì? Ngắm cảnh. Thì ngắm cảnh thôi, đúng không? Ngắm cảnh ăn chi nhiều. Mình nói đúng không? Đây nè, em phát cho mọi người cây, đúng không? Ăn xong uống một ly nước mát là no liền. Là kiểu ăn hương ăn hoa thôi gì? Nói chung chủ yếu ngắm cảnh thôi. Trời đất ơi. Anh nè, anh lại em nó lông. Ăn cái này làm sao mà no được? Đây nè, khổ quá quên nữa. Con gà nữa nè. Ít nhất phải có con gà. Trời ơi. Ủa, mà mình đi cắm trại đâu phải nhà đâu, đem dao theo làm gà trên đó nữa. Sao mua gà làm sẵn đi? Thì bởi vậy mà không có vậy rồi ai mừng? Khổ quá, không có tư duy gì hết. Con gà mà chưa mận á, nó tiết kiệm tới 10.000 lận. Em lấy cái 10.000 đó, em mua cái này cho mấy anh ăn. Long, anh nói em nghe, em còn dở lắm, cái đầu em còn thiếu sót nhiều lắm. Em đã tính thì phải tính cho tới. Là sao ha? Thay vì em mua con gà sống nó rẻ hơn gà làm sẵn đúng không? Vậy mua con chi? Ở nhà mình có gà kìa, lấy con gà anh hai đi theo đúng không? Mình làm sẵn ở nhà rồi, gà anh hai vô nghệ săn chắc ăn không rồi, có sợ bị gì vậy hết. Em dở quá, em lấy ra con lông cho một cái vú đầu bây giờ. Trời ơi, em nói thiệt mà, cái con này mày dùng từ con gà để nghe, còn cái con kia là con của tao, nó tên là Rim hai ha. Không có được đụng tới nha chưa? Trời, công nhận nó tính ghê thiệt chứ. Mà sao nó tính vậy mà nhà mình từ đó giờ giàu ông nổi anh hai? Thì bởi vậy. Thôi, tưởng mày mua nhiều còn phụ mày rinh vô. Mua có chút xíu à. Thôi, mày tự xử đi mày. Tự biên tự diễn hai công nha. Này. Sao? Ủa, tôi mua dẹp phải phụ tôi dẹp chứ. Trời đất ơi, có chút xíu mà phụ cái gì? Tôi hả? Tôi cho mỗi người nửa cái bánh, không cho ăn gà luôn. Ủa, em đâu con? Phụng đâu? Bé Phụng đi ngủ sớm rồi chú. Nó háo hức dữ lắm, lần đầu tiên được đi chơi, cho nên nó sợ ngày mai dậy không nổi. Tại hồi nãy em chọc bé Phụng, em nói là ngày mai mà dậy trễ là cả nhà đi hết, cho ngủ một mình, ở nhà một mình. Chơi nhỏ này ta chọc kỳ cục ghê. Tội nghiệp thằng nhỏ. Mà hù nhỏ làm chi? Mà nói chi bé Phụng nó háo hức. Mình ở đây người lớn đây nè, mình còn háo hức muốn chết luôn chứ đừng nói chi là bé Phụng. Đúng không mọi người? Thấy tôi nói đúng không? Đúng rồi. Ủa, Long đâu con? Từ sáng giờ không thấy nó. Thôi đại kê, nghe lời tao đi đại kê. Mày giúp tao cái đi. Bắt con gà giùm cho ổng đi, nghề của anh mà. Con nói thiệt với cha, con không giết nó là hên rồi đó. Nó ghê quá luôn. Cái thằng này tiếc chi vài đồng, tự làm khổ mình. Được đó chú, cái này là được niềm vui. Đối với Long là tiết kiệm được đồng nào thì vui đồng đó. Đúng rồi đó cha,
Với cái số tiền đó mà kêu tụi con đi mua đồ cho gia đình á thì còn lâu tụi con mới mua được. Vậy chứ một mình ảnh á hả? Một mình nên ảnh thôi là ảnh lo được hết luôn. Con nói với cha, cái gì mà không tốn tiền á là thằng Long nó giỏi nhất. Nó đưa con với anh hai 500 ngàn. Con nói thiệt là con cầm 500 ngàn con không biết làm gì luôn á. Mướn xe cũng không được, mua gì cũng không được. Vậy mà nó nha, nó đi mượn đồ người ta, nó lo liều lo trại, nó lo hết luôn. Mà nó không tốn tiền, cha tin không? Đó, giả mang, cái đứa gọi là giả mang. Giả mang con ngang luôn á. Nhà mình là đang sở hữu một món hàng hiếm đó cha. Nó là thuộc dạng vô diện sách đỏ luôn rồi. Độc lạ. Kêu là đưa vô diện bảo tàng. Dạ, con cảm ơn chú nha. Vậy thôi chú về nha. Dạ. Có gì cứ alo cho chú. Dạ, có gì gọi chú. Cảm ơn chú. Mời mọi người lên xe. Trời ơi. Ủa mọi người sao vậy? Người ta đi xe 2 cửa, còn đằng này đi xe 80 cửa. À, cậu hết rồi mày không thấy hả? Không nói nên lời luôn á. Chê xe nhỏ hả? Xin lỗi đi, thấy vậy chứ không phải nhỏ đâu nha. Nè, coi đi. Thấy vô à, cái ghế lắp mấy chục cái ghế cũng được luôn đó. Mỗi lưng còn được đó. Chưa kể nữa, muốn nằm phải không? Dỡ cái ghế ra, để trên nóc, xong nằm thoải mái luôn. Chiếc xe này đó là xe của 3 thằng bạn em. Vì em chơi thân với nó cho nên là ba nó mới cho em mướn chiếc xe này, không tính tiền xăng luôn đó. Tiết kiệm được mớ ghê chưa. Thôi đi, đi chơi thì phải đi xe máy lạnh chứ. Trời, nghĩ sao đi xe này còn hơn đi phơi nắng nữa. Phơi nắng cái gì mà phơi nắng, vậy mình khỏi phải đi tắm biển. Cô không biết gì hết trơn á. Trời, vậy là người ta nói cái câu đúng rồi, có xe 2 chỗ thì cũng có xe nhiều chỗ. Chính xác, quá nhiều cửa luôn. Con không đi đâu nha bác, đã không có kèm chống nắng thì thôi còn đi xe này nữa. Thôi em không đi đâu, em ở nhà á. Cha hỏi nè. Dạ. Cả ngày đi ngoài nắng ngoài gió, bắt tụi nó ngồi vậy sao nổi. Không ấy mướn xe khác đi, cha trả tiền cho. Ủa sao cha nói với con cha hết tiền mà. Trời, tới tao mày cũng kiểm tra nữa hả. Trời ơi mọi người ơi, khổ mọi người quá à. Mình đi chiếc xe này mình tiết kiệm được một mớ tiền, rồi có gì mình lấy tiền đó mình xài chuyện này chuyện kia. Mọi người không biết gì hết trơn. Thôi lên xe đi. Thôi lên, thôi lên, được rồi, được rồi. Rồi vậy đi. Rồi giờ kêu ông tài xế vô chở tụi mình đi đi. Thôi lỡ rồi, đi. Tài xế gì? Tài xế. Ủa? Xe chứ tài xế gì. Ủa hồi nãy thấy ổng mà ổng đâu rồi? Đừng có nói là không có tài xế luôn nha. Không có đâu có, sao không có? Chắc là đi ăn sáng uống cà phê. Không có thì ai lái? Có, nhưng mà không phải ông đó. Hả? Thì là ông nào? Cái ai? Cái gì? Ê, ông Lân lái. Ừ. Có gì đâu không được. Cha cho tiền anh Lân đi học lái xe, ảnh không lo lái xe mà lo đi đá gà. Bây giờ phải tận dụng cái đó chứ, đỡ tốn kém, đúng không? Trời đất ơi, hợp lý không? Tôi chưa bao giờ lái xe này luôn á. Không có gì hết, anh phải tự tin lên. Em tin tưởng anh. Nói chung cái sự an toàn của gia đình mình chuyến này giao hết trên hai. Ok, nghỉ không đi, nghỉ đi. Đi vô. Dạ? Đi vô bé Phụng ơi. Gì vậy? Cái gì mà vô? Một người phải phấn chấn lên đi chứ, đi nó mới vui, đúng không? Thôi, để lên. Tôi có cảm giác cái chuyến đi này là chuyến đi bão táp nè. Anh ba làm quá, có gì đâu bão táp. Thôi, lên xe, lên xe. Để lên, lên xe. Tôi nghĩ dùng tố ập tới sao? Thôi lỡ rồi đi. Dạ, đi. Giờ sao cha? Thôi kệ nó con, lỡ rồi. Tiết kiệm là quốc sách. Cha Nhân Phụng lên trước. Dạ đúng rồi, cha, lên xe cha. Lên, anh hai lên xe. Cả nhà. Đi. Cắn răng, cắn lưỡi, lên xe. Cắn cái gì? Phấn chấn lên, vui vẻ lên, đi nó mới vui. Xách ba lê lên kìa. Để lên, ngại ngùng gì không biết. Xách ba lê. Đi lên đi, anh xách cho. Lên đi. Xuân, lên lên lên. Rồi, à, phấn chấn lên. Cả nhà phấn chấn lên. Lên đường. Xuân, em bị mất ối quá. Trời ơi, đi chơi thì phải kêu xe máy lạnh chứ. Nghĩ sao mà anh kêu chiếc xe này vậy? Mệt muốn chết luôn vậy. Khổ quá. Xe máy lạnh nó rất là mệt. Đi cái xe này nó thông thoáng khí trời, tốt cho cái phổi mình biết không? Không biết gì. Với lại hả,
tiết kiệm được phân nửa giá tiền luôn đó. Chứ có đâu. Túi à, tiền tiền. Lòng nói đúng đó. Chị thấy á, đi cái xe này trời gió trời nó mát gì đâu à. Hít thở không khí trong lành mà không có bị ói nữa chứ. Thiệt chứ tao đi chuyến này là vì cha đó, chứ thôi không có đi đâu. Đi mướn xe kiểu gì đi giống hành xác quá. Ê mày Long. Sao? Sao mày không chịu mướn tài xế đi? Mày kêu tao lái làm gì? Trời ơi, tận dụng người nha, đỡ tốn tiền. Vừa biết phải thôi chứ. Trời đất ơi, mà lái cái xe nào cho nó đàng hoàng chút. Lái cái xe càng cong càng tàn càng tàn. Trời ơi, tiết kiệm phần nào đỡ phần đó. Anh hai cứ lèm bèm hoài. Tính thì cũng tính vừa phải thôi. Ê ê ê ê ê ê. Từ từ lắm. Ghê quá. Trời ơi, khó chịu quá. Đi xe ngựa hả? Tới chưa hay là còn đi nữa? Tiết kiệm chi mà bây giờ cả nhà ăn vậy nè. Đừng có ói. Thì có gì đâu, mình ôi chung xíu chứ đỡ tốn tiền. Trời ơi, mày tiết kiệm chi mày mướn cái xe. Bây giờ tao đạp hai cái chân nó rung quá, tao xuống không nổi luôn rồi, thằng quỷ. Trời ơi, đi du lịch cái gì vậy nè trời. Trời ơi, chắc chết quá. Thôi bây giờ mọi người phải tinh thần lạc quan lên ha. Mình đã đi tới đây rồi, mình đã trải qua bao nhiêu cực khổ rồi. Bây giờ mình đã tới một nơi rất là đẹp như vậy. Nè, đó, mọi người thấy chưa? Sông nước hữu tình, đó. Mọi người thấy chưa? Xứng đáng chưa? Những cái gì mình bỏ ra xứng đáng chưa? Trời ơi, cảnh ở đây quá trời đẹp luôn. Đây, sông nước hữu tình, thấy chưa? Thiên nhiên nè, đó, mọi thứ rất là hoang sơ. Còn chỗ nào tuyệt vời hơn chỗ này nữa, đúng không? Mình sẽ cắm trại ngay chỗ này. Trời ơi, lại hồn tôi xuống đi, tới rồi. Trời đất ơi, ở đây hả? Ở đây lên lại đi chơi. Ở đây có gì đâu chơi. Thì mình tạo trò chơi cho mình chơi chứ, đúng không? Quan trọng là thiên nhiên, hữu tình mọi thứ. Trời ơi, ngồi lái chiếc xe đó, bây giờ đau lưng đau chân quá trời đau. Dạ, nhìn cái nhà mình có vẻ phấn chấn quá ha. Nhìn mặt nè, ở đây nhìn giống phấn chấn không? Giống. Hay là nhìn mặt tao giống muốn ăn tươi nuốt sống mày. Anh ba này, đi chơi gì mà tiêu cực quá. Cái thời gian này á, mọi người không để ý thắc mắc tại sao mà có một cái vàng đèn hoành tráng như vậy hả? Ở đâu ra? Mệt quá, không có rảnh đi thắc mắc luôn á. Nè, chính anh ba anh hai bữa đó ha, nói em là keo kiệt, bủng xỉnh, không đi mua đồ mới, toàn đi mướn không. Đó, nhờ mướn mới gặp được người tốt đó cha. Rồi con năn nỉ với người ta, con nói với người ta là không có chi phí, nhưng mà cháu muốn đi phượt. Đó, thấy hay chưa? Trời ơi, nhiều khi đồ trên mạng không có tin nghe. Xài 12 tiếng đó. Trời, thì đó, trên mạng cũng đăng 12 tiếng đó. Rồi đâu mà thực tế là có 1 tiếng 2 à. Anh hai này. Ôi, đang nghiêng đang ngồi nhiều khi lát nó sụp vào đào cái không biết à. Nó xui không, đèn của người ta mà mày ơi, ai biết được mày ơi. Thôi được rồi, em có lời khen cho anh Tư á, là tiết kiệm tối đa. Ừ, hợp lý. Ừ. Anh Tư lấy giùm em ly nước đi, khát nước quá. Ok, có liền. Đợi chút. À, đây. Đó. Còn nước gì? Luôn ha. Gì đây nè. Cảm ơn anh Tư. Trời đất ơi, uống đi. Nước gì mà nóng quá vậy? Hả, nước mới nóng. Anh nấu nước sôi để đỡ tốn tiền mua nước uống cho cả nhà đó hả? Đúng, tiết kiệm là quốc sách. Anh nấu 6 bình nước sôi, nước mưa nhà nấu sôi uống cực kỳ ngon. Ok, tiết kiệm mới tiền. Vừa phải thôi. Vậy? Dạ. Nếu mà vậy con thả nhà còn sướng hơn á. Thôi tới đây còn kiện cáo gì nữa. Ráng mà sống cho hợp hoàn cảnh đi. Đâu phải lúc nào mình muốn cũng được đâu. Đúng rồi đó. Ráng đi, mình cũng chơi 1-2 bữa rồi về chứ gì. Ráng lên mấy đứa. Coi gì chứ cũng tội nghiệp thằng Long. Nó là đứa cực nhất đó.
Dạ đúng đó cha. Nói đúng rồi, tội chưa xử với còn gì nữa. Mướn cái xe gì đâu mà cọc cả tàn, lái đào chung cần chết luôn. Anh hai không biết gì hết. Cái đó người ta gọi là trải nghiệm một chuyến du lịch sinh thái. Một chuyến đi phượt, đó là những cảm giác mới lạ, không phải lúc nào mình cũng có được. Wow, mới lạ quá. Nhưng mà cái này lạ quá. Cha, từ hồi nãy giờ cha có để ý không? Cha nhìn coi, nó có khác gì sau vườn nhà mình không? Ra đây cắm trại chi cho cực vậy? Về nhà mình á, ra sau vườn mình cắm trại lên rồi mình chơi ở ngoài đó. Ai mệt quá vô phòng nằm nghỉ, nghỉ xong hết mệt ra cắm trại tiếp. Ai muốn ăn uống vô nhà ăn uống, đi vệ sinh nó cũng tiện. Tự nhiên ra đây làm chi vậy, nghe lời cái thằng quỷ này. Mình đỡ phải đi một đoạn đường dài nữa. Thì đó, đúng rồi, mày tính già quá non. Thôi thôi, nghe cha nói nè. Mấy đứa coi phụ thằng Long, còn mấy đứa con gái chuẩn bị quanh kia đốt lửa trại đi. Phụ gì giờ cha? Mình đã làm hết trơn rồi, giờ phụ gì nữa? Nói giờ làm hết rồi đó. Thằng này thiệt. Kìa, cha kêu mấy đứa con gái ra nhóm lửa kìa. Đi ra nhóm lửa đi. Thôi được rồi, để tôi xung phong ra nhóm lửa cho. Ừ. Em đi nữa. Nè, sao không đi đi em? Sao không đi? Thôi, em có biết làm gì đâu mà đi. Em là chỉ có biết bấm cái nút điện nè. Mà bây giờ kêu em ra làm mấy cái đó, chẳng khác nào là kêu mấy anh đi ba chơi vậy đó. Trời ơi, bình thường á, ở nhà toàn là đi resort 6 sao, rồi đi khách sạn nè, đi chơi mới lạnh phà luôn. Tự nhiên bây giờ cái Xuân em có liều giữa lòng không môn quạnh. Không quẹt. Trời đất ơi, chị vô kiếm đi. Quá trời luôn. Anh Lân, có hộp quẹt không? Ra nhóm lửa giùm em đi. Anh đâu có hộp quẹt đâu. Đây. Ê, có hộp quẹt không? Ra phụ kìa. Ta kiếm hai cục đá nẹt lửa, nẹt nào cháy thì thôi. Rảnh quá à, thời này làm như thời tiền sử vậy đó. Đi, lẹ lên. Mệt quá. Mùi cắn muốn chết đây nè. Ra phụ đi anh. Quể quại muốn chết luôn đây nè. Phấn chấn lên. Lần đầu như lần cuối nha mày. Mình phải phấn chấn lên chứ. Phấn chấn gì? Nè Phụng. Mệt cực chết. Lẹ lên. Chân những vũ điệu hòa cùng đất trời.